Nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang biểu diễn áo dài hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam. Mặc dù luôn bận bịu với công việc chuyên môn, gắn bó với trang phục áo trắng của ngành y để phù hợp với điều kiện đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện và an toàn lao động, nhưng các nữ cán bộ, viên chức, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh vẫn khoác trên mình chiếc áo dài truyền thống dạo quanh khu vực bệnh viện nhằm hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam. Hình ảnh người nữ thầy thuốc thanh lịch trong tà áo dài đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, thể hiện nét đẹp, nét duyên dáng của người nữ y tế của bệnh viện. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh, đề cao vẻ đẹp của các nữ viên chức bệnh viện trong đời sống thường ngày, góp phần khơi dậy niềm tự hào, khẳng định nét đẹp, giá trị của áo dài Việt Nam trong thời đại mới.